Hai ngày một đêm mùa 2, Trường Giang khẳng định vai trò người kết nối. Với sự xuất hiện của hai rapper chưa từng có kinh nghiệm tham gia sâu thực tế, việc để hai khách mời b -Ray và Big Daddy hòa nhập với sàn cát trở nên khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn ở những trạng khác. Trước lo ngại này của nhiều khán giả, anh cả Trường Giang đã giúp mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Có thể thấy ở trạng Bình Định, Trường Giang hăng hái và tràn đầy năng lượng hơn hẳn. Từ tập trình đến hậu trường, Trường Giang luôn thể hiện sự quan tâm đến khách mời. Anh rất nhiệt tình trong việc khai thác khách mời để giúp hai rapper cởi mở, bắt nhịp tốt hơn với chương trình. Nhìn lại những trạng trước, thậm chí kể cả mùa 1 đẫn mùa lễ hội, Trường Giang thường ít nói không phải người đổi bật nhất và dành đất diễn cho những anh em. Điển hình là trạng nghệ an với sự tham gia của đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Duy Khánh. Đây đều là những nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, có thể tương tác tung hưởng tốt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì thế Trường Giang có phần tiết chế hơn để dành spot này cho các thành viên còn lại. Khi nói về thành công của mình ở hai ngày một đêm, Lê Dương Bảo Lâm luôn nhắc tới Trường Giang và tất cả sự biết ơn. Nếu để ý qua các tập Trường Giang luôn là người thả mồi để Lê Dương Bảo Lâm thỏa sức quang miếng. Nam diễn viên cũng khẳng định Trường Giang là nhân vật không thể thiếu trong sâu thực tế này. Không chỉ là cầu nối để các cách mời nhanh chóng hòa nhập với sàn cát và chương trình, Trường Giang còn góp phần rất lớn tạo nên một sàn cát gồm 6 thành viên gắn kết như ngày hôm nay.